Kính chào quý vị, hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 7 năm 2022. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung sau đây. Tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách trong ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Hơn 14 triệu đô la Mỹ hỗ trợ 3 đại học Việt Nam trở thành các cơ sở giáo dục đại học chất lượng. Trong phần tin thế giới, Cuba kỷ niệm 69 năm cuộc tấn công pháo đài Montana. Thưa quý vị, đúng ngày này cách đây 75 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị các ban ngành đoàn thể trung ương đang họp ở Đại Từ Thái Nguyên lấy ngày 27 tháng 7 năm 1947 làm ngày thương binh toàn quốc. Năm 1955, ngày thương binh toàn quốc được đổi tên thành ngày thương binh liệt sĩ. Biết bao câu chuyện xúc động về tình cảm của Bác với thương binh liệt sĩ. Hà Nội, mùa đông năm 1946, trong số những người anh dũng hy sinh, có con trai bác sĩ Vũ Đình Tụng, khi đó là giám đốc y tế Bắc Bộ. Phải mổ cưa gấp đạn và khâu vết thương cho hàng chục chiến sĩ, bác sĩ Tụng cũng đành bất lực trước một trường hợp quá nặng và nhận ra đó là con trai mình khi anh trút hơi thở cuối cùng. Cụ có ngờ đâu là mổ cho chính con trai mình mà không biết, vì đã mệt lả đi rồi. Đến lúc mà vết thương nặng quá, người con trai không thể sống được, ngước mắt nhìn thì anh nhận ra cha mình. Và lúc đó cha cũng nhận ra con, thì con đã tắt thở. Và nước giọt nước mắt đau khổ của người cha đã rò trên cái ngực áo của người con vừa hy sinh xong. Bảo tàng Hồ Chí Minh còn lưu trữ bức thư mà Bác Hồ gửi chia buồn cùng gia đình bác sĩ Vũ Đình Tụng. Kính thưa quý vị, lá thư mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho bác sĩ Vũ Đình Tụng năm 1947 được đặt tại tầng trưng bày giai đoạn kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Phía sau lưng là biểu tượng hoa sen năm cánh, tượng trưng cho năm thành tố làm nên chiến thắng. Bức thư này được đặt tại cánh hoa sen đầu tiên và gắn với hình ảnh một chiến sĩ cảm tử quân ôm quả bom ba càng, biểu trưng cho tinh thần chiến đấu và chiến thắng của nhân dân thủ đô Hà Nội. Mỗi dịp mà khách tham quan đến thăm bảo tàng, đặc biệt vào những dịp tháng 7, ngày tri ân những ngày thương binh liệt sĩ, thì khi tham quan những tài liệu hiện vật này được kể những câu chuyện xúc động về Bác Hồ với ngày thương binh liệt sĩ, thì khách tham quan họ đều rất cảm động và thậm chí rơi nước mắt. Và qua những bức thư đó thì giúp khách tham quan không chỉ hiểu hơn về tình cảm tha thiết của Bác Hồ đối với thương binh liệt sĩ, mà còn thấy biết ơn hơn vì sự hy sinh đóng góp của họ đối với độc lập tự do của Tổ quốc. Qua quá trình đi tham quan hiện vật ở đây thì em đã hiểu hơn về cuộc đời của Bác và thấy Bác là một người dành rất nhiều tình cảm cho các anh hùng thương binh liệt sĩ. Công tác trong ngành y, thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh vào dịp tháng 7 năm nay, bà Võ Thị Thu Thủy đầy cảm xúc khi nghe câu chuyện này, đặc biệt là khi nhắc về bác sĩ Vũ Đình Tụng trong lá thư của Bác Hồ, nhất là trong bối cảnh bà cùng với đồng nghiệp đã vừa bước qua đại dịch. Vừa qua thì trong cái đội ngũ y bác sĩ thì cũng hết lòng vì dân, vì cho cái đại dịch của Covid-19, thì thấy những người đã nằm xuống thì rất xót xa. Nhưng mà cũng rất mừng là đại dịch cũng vượt qua, khó khăn nào cũng vượt qua được thì rất là mừng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt đối với thương binh liệt sĩ. Người nói, máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Tháng 12 năm 1945, trong thư gửi chiến sĩ Nam Bộ và Nam phần Trung Bộ, Bác viết: với một nước đã có những người con hy sinh như thế, anh hùng như thế, đã có một khối toàn dân đoàn kết như thế, thắng lợi cuối cùng nhất định về ta. Trong bức thư đăng trên báo Cứu Quốc vào năm 1946, với những tình cảm thiết tha sâu tận đáy lòng, người bày tỏ mong muốn nhận các con của liệt sĩ là con nuôi của mình. Và trước lúc đi xa, người vẫn không quên để lại những lời căn dặn trong bản di chúc. Ngay sau cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi, công việc đầu tiên đối với con người là chăm lo cho thương binh và những người có công.
nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Ban Liên lạc Truyền thống Quân y miền Đông Nam Bộ B2 tổ chức dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại nhà tưởng niệm liệt sĩ Quân dân y miền B2, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc ta, quân đội ta qua các thời kỳ, đồng thời dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà hài cốt chưa được quy tập, hiện được lưu danh trên những tấm bia tại nhà tưởng niệm. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tại chiến trường B2 có 34 bệnh viện quân y và 13 đội điều trị quân y cơ động, 4 bệnh viện quân y miền thuộc Cục Hậu cần miền B2, ngày đêm bám sát chiến trường phục vụ các lực lượng vũ trang quân giải phóng. Song, do tính chất ác liệt của cuộc chiến đã có nhiều thương bệnh binh hy sinh trong khi điều trị, và nhiều cán bộ nhân viên quân dân y biệt phái đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Đến nay, hơn 9.000 liệt sĩ, trong đó có 528 liệt sĩ là cán bộ nhân viên quân dân y, còn nằm lại ở các căn cứ bệnh viện và đội điều trị quân dân y miền năm xưa, hài cốt chưa quy tập được. Tại lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã biểu dương khen thưởng người có công tiêu biểu, tập thể cá nhân thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công và công tác đền ơn đáp nghĩa của quận. Trong những năm qua, phong trào đền ơn đáp nghĩa và phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn quận Phú Nhuận đã trở thành hoạt động thường xuyên và sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Giai đoạn 2012-2017, quận Phú Nhuận thực hiện chi trả các chế độ ưu đãi đối với người có công với tổng số tiền hơn 274 tỷ đồng, phụng dưỡng 9 mẹ Việt Nam anh hùng, gây quỹ đền ơn đáp nghĩa để chăm lo cho hơn 1.000 thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công, xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, hoàn thành công trình tôn tạo lại đài tưởng niệm liệt sĩ để tri ân mẹ Việt Nam anh hùng, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ nhằm tỏ lòng biết ơn và giáo dục thế hệ thanh niên, và nhiều hoạt động thiết thực khác. Đoàn Thanh niên Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn chi bộ xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh và ban tổ chức chương trình Đẹp từng mm, công ty Lê Phạm đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, dâng hoa và thắp hương trên từng phần mộ tại nghĩa trang đồi 82. Đây là nơi có gần 14.000 mộ liệt sĩ, đa phần là các chiến sĩ đã hy sinh tại chiến trường Campuchia. Thông qua cái chương trình thì cũng muốn là đền ơn đáp nghĩa cho các bạn biết ơn, nhớ ơn đến các anh hùng liệt sĩ, các thương binh và bên các gia đình chính sách xin xương máu của mình để bảo vệ cái nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Dịp này, đoàn đã đến thăm tặng 30 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn và người có công với cách mạng tại địa phương. Nhiều vấn đề liên quan đến phát triển hệ thống đại học công đã được các chuyên gia trong và ngoài nước thảo luận tại hội thảo mùa hè 2022 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Indiana Hoa Kỳ đồng tổ chức. Dự án kéo dài trong 5 năm với kinh phí 14,2 triệu đô la Mỹ do USAID tài trợ thông qua trường Đại học Indiana Hoa Kỳ thực hiện nhằm hỗ trợ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Đà Nẵng trở thành các cơ sở giáo dục đại học hiện đại của Việt Nam. Dự án tập trung vào 4 trụ cột: đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao năng lực nghiên cứu, tăng cường kết nối đại học doanh nghiệp. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống đại học công có vai trò nòng cốt, tối quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học của một quốc gia. Bởi ngoài tính dẫn dắt, thì hệ thống đại học công còn giữ nhiệm vụ cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh hội nhập, việc tự chủ đại học là tất yếu. Thách thức trong tiến trình chuyển đổi giáo dục và tự chủ là rất lớn, nhưng không vì thế mà không thích ứng và thay đổi. Tại hội thảo, các chuyên gia cũng đã thảo luận về mô hình hợp tác công tư, vấn đề quản trị, chia sẻ và chuyển đổi số trong giáo dục đại học. Chung kết hội thi tay nghề Toyota năm 2022, một trong những hoạt động ý nghĩa dành cho các nhân viên tuyến đầu về bán hàng và dịch vụ đến từ các đại lý Toyota trên toàn quốc đã diễn ra tại đại lý Toyota Hiroshima Tân Cảng. Với chủ đề Move Your World, 63 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn trong hơn 300 thí sinh trên toàn quốc đã tranh tài ở 6 ngành thi: bán hàng, cố vấn dịch vụ, chăm sóc khách hàng, sửa chữa chung, sửa chữa thân xe và sửa chữa sơn. Ngoài mục đích tôn vinh những nhân viên tuyến đầu có kỹ năng và tay nghề giỏi, hội còn tạo điều kiện cho tất cả các thành viên Toyota trau dồi chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng để hỗ trợ cho nghiệp vụ trong tương lai, góp phần mang đến những trải nghiệm ngày càng tốt hơn cho khách hàng.
Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thi thợ giỏi năm 2022 với sự tham gia của 179 kỹ sư, công nhân trực tiếp đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc ở 4 nhóm nghề, gồm quản lý vận hành đường dây 110 kV, quản lý vận hành trạm biến áp 110 kV, quản lý vận hành đường dây và trạm trung hạ thế và điều độ viên giỏi cấp điều độ phân phối. Đây là dịp để các thí sinh giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm công việc để tổng công ty đánh giá chất lượng đội ngũ lao động trực tiếp. Từ đó, làm cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, nâng cao chất lượng lao động và thúc đẩy phong trào lao động sản xuất đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn cho người lao động. Hội thi chọn ra 15 thí sinh xuất sắc nhất để tham gia hội thi cấp tập đoàn, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8 năm 2022. 60 thí sinh xuất sắc đã bước vào vòng bán kết cuộc thi Piano SIU do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU và Trường Quốc tế Á Châu Asian School thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu GAIE phối hợp tổ chức. Ở vòng bán kết, các thí sinh đã thể hiện sự chuyên nghiệp trong phong cách trình diễn, sự đầu tư cho các tác phẩm dự thi. Tại vòng bán kết, ban giám khảo sẽ chọn ra 5 thí sinh xuất sắc nhất ở mỗi bảng để tranh tài tại vòng chung kết với tổng giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng. SIU Piano Competition 2022 không chỉ là sân chơi hấp dẫn dành cho các tài năng trẻ năng động, sáng tạo với âm nhạc cổ điển. Qua đó, tăng cường giao lưu, trao đổi giữa các nghệ sĩ piano trong khu vực và trên thế giới. Cuộc thi còn là nơi tìm kiếm, phát hiện và nuôi dưỡng các nhân tài âm nhạc hàn lâm, từ đó khơi gợi niềm đam mê nghệ thuật và tinh thần tự học, sáng tạo trong trình diễn piano. Trường Mầm non Minh Thư đã tổ chức lễ tri ân cho các bé lớp lá năm học 2021-2022. Sau 15 năm hoạt động tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, trường Mầm non Minh Thư được biết đến là ngôi trường tập hợp đội ngũ giáo viên trẻ, tâm huyết với nghề, có lòng yêu thương trẻ, tinh thần trách nhiệm cao. Tất cả giáo viên đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn theo thông tư điều lệ trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Những năm qua, nhà trường đã gặt hái thành công nhất định nhờ phương pháp lấy trẻ làm trung tâm. Các bé được phát triển đồng đều, đạt yêu cầu của năm mặt phát triển. Trong giáo dục, nhà trường chú trọng rèn luyện kỹ năng cho trẻ, thường xuyên đưa trẻ đi trải nghiệm thực tế, giúp trẻ nhận biết điều đúng và sai, biết chia sẻ và giúp đỡ người khác trong cuộc sống. Tiếp theo là các thông tin quốc tế. Ngày 26 tháng 7, hàng ngàn người đã tập hợp tại quảng trường văn hóa ở tỉnh Cienfuegos, miền Trung Cuba, để kỷ niệm 69 năm ngày diễn ra cuộc tấn công pháo đài Moncada, một hành động vũ trang bắt đầu cho cuộc cách mạng Nga-Cuba. Đây là lần đầu tiên lễ kỷ niệm sự kiện này được tổ chức sau 2 năm tạm ngưng do dịch COVID-19. Tham dự buổi lễ long trọng này có Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel và cựu Chủ tịch Raúl Castro. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Díaz-Canel đã khẳng định các biện pháp cấm vận Cuba kéo dài của Mỹ đối với La Habana cũng như một số nước theo đường lối xã hội chủ nghĩa khác sẽ không bao giờ lay chuyển được họ. Không thể nhân danh tự do để phỉ báng chủ nghĩa xã hội, trong khi các cánh cửa dẫn tới thương mại, tài chính và kinh doanh đều bị đóng lại đối với các nước vốn đang cố gắng đạt được những điều đó. Chủ tịch Cuba thừa nhận những khó khăn mà đất nước ông đang phải trải qua, nhưng ông khẳng định rằng công bằng xã hội tiếp tục là đường hướng trong các hành động của chính phủ Cuba nhằm đem lại lợi ích và phúc lợi xã hội tốt nhất cho người dân. Ngày 26 tháng 7 năm 1953, 135 chiến sĩ được lựa chọn cẩn mật trong số hơn 1.000 thành viên của phong trào kỷ niệm 100 năm ngày sinh của José Martí do Fidel Castro đứng đầu, đã tổ chức cuộc tấn công pháo đài Moncada. Tổng cộng 61 người đã hy sinh, Fidel và Raúl Castro cùng các chiến sĩ khác bị tù giam. Tuy nhiên, cuộc tấn công Moncada đã mở ra một trang sử mới cho cách mạng Cuba, từ đó dẫn tới thắng lợi cuối cùng vào ngày 1 tháng 1 năm 1959. Trung Quốc và Indonesia cam kết tăng quy mô thương mại song phương và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực như nông nghiệp và an ninh lương thực. Cam kết được đưa ra vào hôm qua trong cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đang ở thăm Bắc Kinh. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau cuộc gặp khẳng định, các nhà lãnh đạo tin tưởng quan hệ giữa hai nước có ý nghĩa chiến lược lớn và ảnh hưởng sâu rộng trên thế giới. Năm 2021, thương mại song phương giữa Indonesia và Trung Quốc đã lần đầu vượt mốc 100 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc là chặng dừng chân đầu tiên của Tổng thống Indonesia trong chuyến công du ba nước Đông Bắc Á. Sau Bắc Kinh, Tổng thống Widodo dự kiến sẽ tới Nhật Bản và Hàn Quốc.
Theo thông tin mới nhất, Tổng thống Indonesia đã đến Tokyo, bắt đầu chuyến công du Nhật Bản. Ông được tiếp đón với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và sự kiện sẽ điện đàm với Nhật Hoàng Naruhito trong ngày hôm nay. Chuyển sang thông tin khác, ngày 26 tháng 7, Ủy ban bầu cử Tunisia công bố bản hiến pháp mới vốn trao thêm nhiều quyền hạn hơn cho Tổng thống Kais Saied đã được thông qua trong một cuộc trưng cầu ý dân. Tuy nhiên, tỷ lệ người tham gia bỏ phiếu chỉ có 30,5%. Theo Ủy ban bầu cử, 95% cử tri đã đồng ý với bản hiến pháp mới trong cuộc trưng cầu ý dân diễn ra hôm 25 tháng 7. Cuộc bỏ phiếu đã bị phe đối lập tẩy chay khi họ lên án ông Saied đã dàn dựng một cuộc đảo chính chống lại nền dân chủ non trẻ, vốn xuất hiện sau cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập ở Tunisia năm 2011. Các nhóm đối lập lên án chính quyền là thổi phồng số phiếu ủng hộ và khẳng định họ vẫn công nhận bản hiến pháp năm 2014 là chính thống. Bản hiến pháp mới bao gồm những thay đổi, vốn chuyển quyền lực từ phía quốc hội trở lại cho tổng thống, một việc mà theo những người ủng hộ ông Saied là đồng nghĩa với việc chấm dứt tình trạng tranh cãi chính trị và làm tê liệt chính phủ. Ông Saied đã bác bỏ các cáo buộc rằng ông là một nhà độc tài mới và khẳng định những quyền tự do đạt được hồi năm 2011 vẫn được bảo vệ. Ít nhất 15 người đã thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong các cuộc biểu tình chống Liên Hiệp Quốc ở miền đông nước Cộng hòa Dân chủ Congo hai ngày qua. Trong số những người thiệt mạng có 3 thành viên của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc và 12 dân thường. Biểu tình nổ ra từ thứ Hai 25 tháng 7 ở thành phố Goma và kéo dài sang ngày thứ Ba. Nguyên nhân xuất phát từ việc người dân cho rằng nhiệm vụ của Liên Hiệp Quốc đã thất bại trong việc bảo vệ họ trước tình trạng tấn công bạo lực của các nhóm phiến quân, đồng thời yêu cầu Liên Hiệp Quốc rút các lực lượng đang làm nhiệm vụ khỏi Congo. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho biết sẽ họp kín về vấn đề này. Các cuộc đụng độ giữa quân địa phương và nhóm phiến quân M23 ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã khiến hàng ngàn người dân phải rời bỏ nhà cửa. Các cuộc tấn công của các phần tử có liên hệ với tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS cũng liên tiếp xảy ra, bất chấp tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm và các hoạt động chung chống khủng bố của quân đội Congo và Uganda. Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo, MONUSCO, hoạt động từ năm 2010. Đến cuối năm 2021, đã có hơn 12.000 binh sĩ và 1.000 cảnh sát được điều động cho nhiệm vụ này. Dù vậy, con số giảm dần theo thời gian. Liên minh châu Âu đã gia hạn các biện pháp cấm vận đối với Nga thêm 6 tháng, cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2023. Đây là thông tin vừa được Hội đồng châu Âu công bố. Thông cáo của Hội đồng châu Âu cho biết các lệnh cấm nhằm vào lĩnh vực tài chính, năng lượng, công nghệ, các loại hàng hóa đa dụng, công nghiệp, vận tải và hàng xa xỉ. EU đã áp đặt các biện pháp cấm vận đối với Nga từ ngày 1 tháng 8 năm 2014 và mở rộng đáng kể các lệnh cấm sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 vừa qua. Ngày 26 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tiêu diệt trên 40 lính đánh thuê nước ngoài tại vùng Donetsk bằng tên lửa không đối đất. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Igor Konashenkov cho biết thêm, Nga cũng đã tấn công một tiểu đoàn pháo binh của Ukraine, khiến tiểu đoàn này mất hơn 70% binh lính và vũ khí. Hãng tin Interfax dẫn lời người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại thành phố Sochi vào ngày 5 tháng 8. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về quan hệ song phương cũng như các vấn đề trong khu vực. Lần gần nhất hai vị tổng thống gặp nhau là tại Tehran vào giữa tháng 7 vừa rồi. Bên cạnh đó, họ cũng liên tục có các cuộc điện đàm trong nhiều tháng trở lại đây. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hôm qua đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu. IMF cảnh báo những rủi ro do lạm phát leo thang và xung đột ở Ukraine đang trở thành hiện thực và có thể đẩy nền kinh tế thế giới tới bờ vực suy thoái. Trong báo cáo cập nhật mang tên Triển vọng kinh tế thế giới, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP toàn cầu năm nay xuống 3,2% so với mức dự báo 3,6% hồi tháng 4. Theo IMF, GDP toàn cầu thực sự giảm trong quý 2 do suy giảm kinh tế ở Trung Quốc và Nga. Đáng chú ý, IMF dự báo Mỹ sẽ ghi nhận tăng trưởng 2,3% trong năm nay và 1% vào năm sau, trong khi tăng trưởng Trung Quốc giảm xuống 3,3% so với mức 4,4% đưa ra hồi tháng 4 do dịch COVID-19 bùng phát. Còn với khu vực đồng tiền chung Eurozone, dự báo tăng trưởng cũng chỉ còn 2,6% từ mức 2,8% hồi tháng 4. Cũng theo IMF,
tỷ lệ lạm phát trong năm nay ở các nền kinh tế phát triển sẽ lên tới 6,6%, tăng so với mức dự đoán 5,7% hồi tháng 4. Và con số này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian dài hơn so với dự đoán trước đây. Bên cạnh đó, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm sau từ mức 3,6% xuống còn 2,9% do tác động của chính sách thắt chặt tiền tệ. Ngày 26 tháng 7, cơ quan vũ trụ Nga thông báo sẽ rút khỏi trạm không gian quốc tế ISS sau năm 2024. Roscosmos sẽ tập trung vào việc xây dựng trạm không gian riêng của nước này. Trong một cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đứng đầu Roscosmos Yuri Borisov cam kết sẽ hoàn thành nghĩa vụ với các đối tác tại trạm ISS trước khi rời nơi này. Bên cạnh đó, Roscosmos cũng công bố bản thiết kế trạm vũ trụ mới của Nga. Hãng Interfax dẫn một nguồn tin ẩn danh cho biết chi phí xây dựng trạm này là khoảng 6 tỷ đô la Mỹ. Thông báo của Borisov đã tái khẳng định những tuyên bố trước đây của các quan chức vũ trụ Nga về việc rời ISS trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây căng thẳng vì cuộc chiến tại Ukraine. Tuy nhiên, bất chấp những vấn đề này, Roscosmos và NASA vẫn đi đến một thỏa thuận hồi đầu tháng 7 để các phi hành gia của hai bên tiếp tục di chuyển lên xuống trạm ISS bằng tàu vũ trụ của nhau. Một điều khoản khác trong thỏa thuận là trên ISS sẽ luôn có ít nhất một người Mỹ và một người Nga để duy trì hoạt động cho khoang của từng nước. Trở lại các tin tức trong nước, thưa quý vị, báo Hải quan đã tổ chức tọa đàm nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu nông lâm thủy sản nhằm phân tích những vấn đề còn tồn tại trong việc xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản đang sang thị trường các nước và trình bày hướng tháo gỡ khó khăn này. Trong những năm qua, ngành nông nghiệp đã khẳng định mạnh mẽ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, thể hiện qua kim ngạch xuất khẩu luôn duy trì ở mức tăng trưởng cao, mang về thặng dư thương mại lớn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, dù đạt nhiều kết quả ấn tượng, song cũng như nhiều ngành, lĩnh vực khác, ngành nông nghiệp cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn như biến đổi khí hậu, biến động thị trường và biến chuyển xu thế tiêu dùng của thế giới. Đặc biệt, giá vật tư, nguyên liệu đầu vào, chi phí logistics tăng mạnh, khiến cho lợi nhuận doanh nghiệp không tương xứng với giá trị tăng trưởng của ngành. Tọa đàm là cơ hội cho các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp thảo luận, phản ánh thực trạng, đề xuất, kiến nghị giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu nông lâm thủy sản, nhất là xuất khẩu chính ngạch vào các thị trường, đặc biệt là thị trường khó tính, gia tăng giá trị hàng xuất khẩu một cách bền vững. Công ty MAI Việt Nam vừa tổ chức lễ khánh thành nâng cấp nhà máy tại khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai với các quy trình sản xuất hiện đại đạt chuẩn EOS 9001-2015 cùng công suất được nâng lên gấp đôi để đáp ứng nhiều hơn về nhu cầu tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước. Đầu năm 2022, công ty MAI Việt Nam cũng đã hoàn thành việc đổi mới toàn diện bộ nhận diện thương hiệu Dr. Mai theo hướng hiện đại, tươi trẻ với phong cách năng động. Đơn vị đã ký kết hợp tác với các đối tác kinh doanh để phát triển thương hiệu trong thời gian tới. Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nhi Đồng với thương hiệu Yến Xào Business vừa được vinh danh ở hạng mục top 100 thương hiệu xuất sắc châu Á năm 2022 do Viện Nghiên cứu Kinh tế châu Á tổ chức và trao tặng. Với phương châm không sử dụng hóa chất và được giám sát kỹ thuật chặt chẽ, đạt tiêu chuẩn quốc gia, doanh nghiệp này đã mở rộng vùng nuôi yến và cho ra mắt các dòng sản phẩm Yến Xào Nhi Đồng Business dinh dưỡng cho bé, Yến Chân Đường Fan Business Khánh Hòa và Yến Business dành cho người ăn kiêng. Hiện các sản phẩm đã có mặt trên toàn quốc. Công ty cổ phần tập đoàn Kim Long Phát đã ký hợp tác phân phối độc quyền sản phẩm máy tạo nước và khí hydro tại Việt Nam và châu Á do công ty H2 Factory Nhật Bản sản xuất. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh doanh của hai bên tại các thị trường tiềm năng. Uống nước và hít khí dầu hydro đem lại nhiều giá trị sức khỏe. Liệu pháp này đã được ứng dụng tại nhiều phòng khám, trung tâm y tế, bệnh viện tại Nhật Bản và cho thấy kết quả tích cực trong việc hỗ trợ điều trị cho nhiều bệnh nhân. Sản phẩm vừa được vinh danh trao tặng top 10 thương hiệu xuất sắc châu Á, sản phẩm dịch vụ chất lượng vì người tiêu dùng năm 2022. Đục thủy tinh thể hay cườm khô, cườm đá là một bệnh lý phổ biến thường xuất hiện ở người trên 50 tuổi do mắt bị lão hóa theo thời gian. Bệnh thường diễn biến chậm, khó nhận biết và đang có xu hướng trẻ hóa do môi trường sống, thói quen sinh hoạt không lành mạnh. Phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ giúp người bệnh bảo đảm chất lượng cuộc sống.
Tính riêng trong tháng đầu năm 2022, Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt Nga đã tiếp nhận hơn 1.000 bệnh nhân mắc bệnh đục thủy tinh thể. Khi mà qua đây phẫu thuật xong thì nó rất là tốt, nhìn rõ, mới một mắt thôi mà rõ. Tuần trước tôi mổ con mắt trái, tuần này tôi xin mổ con mắt phải luôn, nhà xa ở Bến Tre đó, cho nên tôi xin lưu trú ở tại đây. Nhiều bệnh nhân mang những bệnh lý nền như huyết áp, tiểu đường, bệnh thận hoặc ung thư vẫn còn tâm lý e ngại khi thực hiện các phẫu thuật về mắt. Theo các chuyên gia, với những phương pháp điều trị hiện đại cùng với tay nghề chuyên môn cao thì việc khám và điều trị cho những bệnh nhân này vẫn có thể diễn ra. Tất cả các bệnh nhân đều được kiểm tra sức khỏe toàn thân qua các cái xét nghiệm cơ bản, rồi khám bác sĩ nội khoa, bác sĩ tiền mê để xem là bệnh nhân có thể đáp ứng được với cuộc phẫu thuật không. Với mong muốn tạo điều kiện cho bệnh nhân có cơ hội tầm soát đục thủy tinh thể, Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt Nga Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai chương trình thăm khám miễn phí cho tất cả khách hàng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.